Hi, xin chào mọi người. Chào mọi người nha. Hôm nay mình lại có một con game nữa. Bây giờ là mình sẽ tiến hành chơi cái con game này. Con game này tên là Comic Pod. Thì vô là thể là của cái con game này á thì quảng cáo là chủ yếu. Nhưng mà đa số là quảng cáo tào lao không à. Nhưng mà mình được cái là thấy là quảng cáo bây giờ cũng không bị dính. Mình thấy nó quảng cáo sao mình chơi vậy thì mình vô thôi. Cái khuyết điểm quá. Khuyết điểm lớn của cái con game này á. Mình thấy qua nói chung là khuyết điểm lớn của cái con game này là quảng cáo quá nhiều. Rồi, game over luôn. Server. Rồi nằm lại này. Đập luôn cái gương đó đi. Như các bạn cũng thấy đó, mình mới làm được chút xíu thôi mà mình đã bị dính quảng cáo rồi. Đó, thấy không? Rồi. Giờ nhiệm vụ mới nghe điện thoại chuông nghe cắt bẻ đi. À đủ. Rồi. Toang luôn, cầm cái kéo cắt cái dây điện thoại cái là bị dính luôn. Rồi, nghe điện thoại. Tính là thời tiền sử là có điện thoại luôn đó mọi người ạ. Ui trời ơi. Mình không biết bao giờ quảng cáo rồi, bao giờ không quảng cáo nữa. Mình thấy điểm trừ lớn nhất của cái con game này á, đó là quảng cáo quá là nhiều. Mà bây giờ mình không biết là mình tắt quảng cáo kiểu gì đây, hay là mình phải mua cái con game nhỉ? Rồi. Xài cục đá à? Xài cục đá đấy. À đủ. Vậy mà cũng sai đấy chứ. Nó đưa ra những cái bỏ tay luôn á. Ồ. Ở đây lấy búa, lấy cửa. Chặt chặt ra luôn, chặt ra luôn, chặt ra luôn. Rồi, vậy mà cũng sai nữa. Hai. Ủa vậy luôn á. Quá. Ô. Chẳng lẽ mình ta tắt mạng cái này game nó không còn quảng cáo nữa. Có vụ này luôn hả? Ui trời, đúng rồi nè. Đi đường trên coi. À đủ. Khi chơi con game này các bạn lên gọi là tắt mạng đi nha. Nếu mà các bạn tắt mạng đi á, các bạn sẽ không bị quảng cáo. Ồ. Đặt bom vô. Ồ. À đủ. Có cái vụ này luôn đó trời. Chẳng lẽ đi đảo quốc. Thôi không còn quảng cáo khỏe ra. Úi trời. Ôi trời. Tên anh chàng này. Ô con rắn kìa. Thôi kè nó. À đủ. Có cái vụ này luôn đấy trời. Rắn nuôi chuông phải chơi lục lạc nha. À, chơi thực tế kiểu này chết rồi. Ôi trời. Nhìn nó như con quỷ á. Thật, nhìn như con quỷ á, vậy mà kiểu đó mình thua rồi. Rồi 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 rồi.
Thôi được rồi, cầm bó hoa vậy ha. Phụ nữ đúng là những con quỷ. Rồi xong, sao được cái level tiếp theo? À, nên cái này trong quảng cáo có nó có nói này. Ad đủ. Vẻ hot thế nhỉ? Không thể nào mà dùng ống hút được. Ad đủ. Vậy mà cũng sai đấy chứ. Thôi làm lại nè. Đó, sai con trồn. Rồi sau đó sẽ ống hút. Quảng cáo mình coi lâu lắm rồi. À, hút nước chờ luôn mới ghê. Ui, đúng luôn kìa. Ui, hôn nhau khí thế luôn. Rồi qua level tiếp theo xem coi có cái gì diễn biến trong cái vụ này. Đập nó. À đủ. Nữa kìa. Thật luôn là đưa ra những cái ý kiến mà phải nói là mình không biết nói sao luôn á. Rồi, xịt vào mắt nó. Xịt vào mặt nó. Rồi. Nó sợ nó chạy. Ô, trời mưa nặng. Không thể cầm cái dù. Đúng. Trời 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 ngon 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 ngon. Rồi. À, chơi cái con game này phải hại não luôn á. Theo mình là lấy đá chọi nó đi. Ăn đủ. Lấy dây thì lấy dây á, mình suy luận thì nó không đúng, bởi vì nếu mà theo lực kéo thì nó sẽ kéo luôn đi luôn. Nhưng mà trong khi đó là trường hợp này lại đúng. Lấy được miếng thịt rồi. Đấy, nó bụng rồi. Thịt lên bếp ga, bếp khò. Rồi khói. À đủ. Mình cứ tưởng là kho để đốt ấy chứ, đốt lửa chứ, ai ngờ kho để ấy à. Thôi. Chơi con game là IQ phải nói IQ theo cái nhà phát hành thế này thì nó lại vừa hợp lý và lại vô lý. Các bạn mà suy luận được 100 trăm thế này cũng hơi khó. Và các bạn nên nhớ thế này nha, thời tiền sử của chúng ta có thể quẹt chip nha. Mỗi lần người tiền sử mà nhóm nữa là người ta sẽ sử dụng quẹt chip nha, còn sang ở đâu có thì mình không biết. Nói cho con game nó vui đi. Đủ, có giấy vệ sinh luôn này. À đủ, có vụ này luôn. Ném bong bóng rồi. Đúng rồi. Cái sáu. Cái sáu đạp trên đầu cái sáu đi không được. À đúng rồi, nó dính nó nhai cao su nó dính răng á. Có cửa coi. À đúng luôn. Nhiều khi nó lại vô lý đến mức hợp lý. Cái cây trống lên, trống ở mỏ nó.
Rồi lấy quả táo ấy. Mình xì lợn quá hay. Wow. Thôi đậy nắp nó lại đi. À đủ. Sao mà mình cảm thấy nó sầm sèm tào lao sao á. Rồi đi vệ sinh xong rồi tới bữa tiệc. Vô nào. À công nhận à. Hại não con game này ghê. Chỉ là 50-50 thôi nhưng mà nó cũng đưa ra cái phần hấp dẫn thú vị. Rồi nhớ lấy cái đũa nha. Lấy cái đũa làm gì ta? À đủ. Cái gì mà ăn rắn trực tiếp vậy? Sushi, giun, cá, dao. Đúng rồi. A đủ. Gì mới cầm con dao thôi mà kỳ vậy? À, game hấp dẫn quá. Sau khi là làm sảy con cá bởi vì con cá nhìn thấy dao nó sợ nó chạy. Thì bây giờ con khỉ nó bắt mình đi câu à. Ok, đi câu, câu cá, câu cá. Câu cá này là lên xài con sâu. À đúng. Đúng rồi. Có vụ này luôn. Lên chọn con cá nào đây? Cá mái. À đủ. Cá mái nguy hiểm hơn. À chơi vãi chơi lại. À, tỷ lệ 50-50 và chết rồi. À, cố gắng vận dụng đầu óc trong sáng của mình. Mình cứ nghĩ là cá mái thì nó đỡ hơn, ai ngờ cá mái nguy hiểm hơn. Đừng 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 đừng. Rồi. Át đù. Có vụ này luôn. Được quay xong, được thêm con cá nữa. Ủa sao mới thấy con khỉ bên kia xong mà giờ con khỉ bên này xong rồi. Thật là hoành tráng luôn. Thôi nói chung là mình review cái con game này như thế này thôi nha. Còn các bạn nhiều khi mà coi quảng cáo ấy, nó không chính xác. Thì bây giờ mình đã coi một cái con game nó quảng cáo chính xác 100% luôn, dành cho các bạn rồi. Thì ở đây là mọi người nếu mà thấy thích video của mình thì nhớ đăng ký kênh, like, share video cho mình nha. Ok mọi người, đừng quên là nhớ đăng ký kênh. Thôi, bye bye mọi người, là hẹn mọi người vào clip sau nha. Thôi, bye bye nè, bye bye.